Trong thời gian qua, đã có nhiều trường hợp trẻ em bị hóc thạch rau câu phải vào bệnh viện cấp cứu. Có trẻ bị tử vong vì thạch rau câu hình trụ, vừa trơn vừa dễ vỡ, do đó việc cứu chữa cho nạn nhân rất khó khăn. Điển hình là các sự vụ gần đây. Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết đã cấp cứu thành công và cứu sống bé trai 2 tuổi ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị ngưng tim, ngưng thở do hóc thạch rau câu. Chiều ngày 27 tháng 2 năm 2019, gia đình đưa bé Nguyễn Hoàng Đạt, sinh năm 2018, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, được gia đình đưa đến trạm y tế xã Nghĩa Bình trong tình trạng toàn thân tím tái, bị sặc và không thở được. Sau khi thăm khám, y bác sĩ ở trạm cho biết cháu bé đã tử vong trước đó và được người nhà cho biết bé ăn thạch rau câu thì bị hóc. Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận em bé 11 tháng tuổi đã tử vong do hóc dị vật đường thở là thạch rau câu. Gia đình cho biết bé đang ăn thạch rau câu thì bị sặc. Có nhiều người nói như vậy thì mình để ý mình biết thôi. Còn ví dụ như lâu lâu ăn một cục thì cũng được. Nói trước với con mình là cái này phải nhai kỹ trước khi nuốt. Nó còn nhỏ thì mình cũng nên để ý cho các cháu ăn cái gì, mình cũng nên lưu ý. Không riêng gì cái này nữa, cái gì cũng vậy thôi. Chị nghĩ là cái này khi mà cho bé ăn thì phụ huynh cần phải theo dõi chút xíu. Tại vì những cái này cũng rất là nguy hiểm. Món này thì mấy trẻ rất là thích. Nhưng mà anh cũng có đọc báo là thấy là có những cái trường hợp bị hóc cái dị vật là thạch rau câu. Bác sĩ cũng nói là do cái thạch rau câu là nó chất nó mềm, khi nó bị hóc đó, khó có thể nào vỡ để nó ra, cần phải can thiệp. Thạch rau câu là món ăn ưa thích của trẻ em vì chúng có màu sắc rực rỡ, vị ngon ngọt, hấp dẫn vị giác. Thạch rau câu được bày bán ở khắp nơi. Nếu người mua lưu ý thì ở phía sau của mỗi túi thạch rau câu đều có ghi dòng chữ: trẻ em dưới 5 tuổi khi sử dụng phải có sự giám sát của người lớn. Nhưng có bao nhiêu phụ huynh quan tâm đến lời nhắc nhở này? Đừng có mua, đừng có để gần, đừng có để em tủ lạnh những cái thứ đó. Nhiều bé nó cũng đâu có như người lớn mình, nó nhai cũng đâu có kỹ đâu. Nên là chị nghĩ là nguy hiểm. Nếu mà con mình thích ăn quá thì mình thỉnh thoảng cho bé ăn. Nếu mà bé ăn thì mình phải quan sát, chú ý. Trẻ nhỏ thì tốt nhất là cho ăn thì phải có giám sát của cha mẹ, cắt nhỏ ra, múc. Chứ không cho trẻ cầm hút thì nó sẽ dễ bị hóc hơn. Sản phẩm làm ra thì chắc chắn không thể nào thay đổi về cái kết cấu được. Vấn đề là do phụ huynh phải biết cách, cho nó có nguy hiểm cho bé thì nên giám sát cho ăn. Không thể nào nó đòi không cho nó ăn cũng không được. Nhưng mà phải là ăn như thế nào để đảm bảo an toàn. Với kiến chị thì giờ nhà chị là không ăn. Còn nếu như mà phụ huynh nào mà có cho bé ăn thì nhỏ hay lớn thì chị cũng nghĩ là khi cho con mình ăn cái gì cũng nên quan sát một chút xíu. Chứ không phải là cứ thích cho con ăn cái gì thì quăng cái đó rồi để cho con tự ăn. Phụ huynh nên phổ cập cái kiến thức là khi bé hóc thì mình phải xử lý như thế nào. Khi phóng viên tiếp xúc với hai bé gái này để tìm hiểu việc ăn thạch rau câu như thế nào, thì hai bé rất hào hứng ăn và xem ai là người có cách ăn đúng như thế này đây. Con có thích ăn cái này không? Tại sao con thích ăn cái này? Tại nó ngon và nó có mùi mà con thích. Có ai dặn con là ăn phải từ từ chứ không phải cần nuốt một cục không? Dạ có. Ba mẹ nói là ăn thì phải ăn cho từ từ, chứ nếu ăn nguyên cục thì sẽ bị mắc nghẹn, để quá lâu thì mình sẽ không thở được và mình sẽ chết. Cái việc này thì con phải ăn như thế nào là đúng? Dạ con sẽ ăn cắn từng miếng nhỏ để không bị mắc nghẹn. Có thể thấy rất ít bé được cha mẹ và người thân căn dặn nhắc nhở khi ăn thạch rau câu. Khi ăn thạch, các bé thường ngước cổ lên và bóp cho thạch rơi vào miệng, như thế này là hoàn toàn không đúng. Đây là cách ăn sai, rất dễ bị hóc. Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc do hóc thạch rau câu hoặc các dị vật khác, các bác sĩ khuyến cáo với người dân, hóc dị vật có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào với trẻ, nên người lớn tuyệt đối không để trẻ chơi với các vật có thể nhét vừa vào miệng. Ờ, phần chín, cho cháu ăn xương xa, vác vào nhi đồng nó chết rồi, nó mất não nó chết rồi. Người ta làm những cái động tác này như này, người ta bế nó lên, người ta bé kéo nó vào, nhưng cái đó là cái động tác đối với người lớn, các cháu bé không làm được. Cho nên dốc ngược nó lên là giải pháp tốt nhất. Khi mình dốc ngược thì theo trọng lực cái đó nó rơi ra khỏi cái thanh quản, là nó rơi ra được rồi là nó sẽ thở được nhé, là nó sống. Một năm người ta thống kê chết cả 1000 cháu vì cái chuyện này. Vì vậy trong mọi trường hợp, bên cạnh việc không để trẻ bị hóc dị vật khi ăn uống, thì các phụ huynh nên để mắt tới những biểu hiện của trẻ.
nếu trường hợp trẻ bị tím tái toàn thân. Không rung lắc trẻ dưới mọi hình thức, không được dùng tay móc dị vật trong miệng trẻ trong khi chờ xe cấp cứu đến.